Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về lại hai cái bộ lâm xích, một cái 11.5 inch và một cái 16 inch nha anh em. Thì những cái bộ này lúc trước mình bán rất là nhiều rồi, hôm nay mình giới thiệu lại thôi, hàng đã về thôi. Thì anh em đang có nhu cầu có thể ghé mình mua. Lúc trước thì mình về cái loại 16, cái loại mà chanh xô như này nè. Nó gọi là 12 inch và 16 inch, mà 12 inch nó bán hết ráo rồi anh em. Đó, bán hết ráo rồi, bây giờ chỉ còn là 16 inch thôi. 16 inch là 320. Còn cái dòng này thì mình về cái dòng Tama 11.5 inch ha. Tama lúc đó mình bán trước 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 đó nữa. Tama mình bán rất là lâu rồi nha. Thì Tama về lại anh em á 11.5 inch. Giá Tama là 250.000. Hai này giá tại cửa hàng chiều chưa còn với ship đó nha. Cái dòng Tama thì nó sẽ có thêm một cái chụp đỏ cho bảo vệ lưỡi anh em. Dòng này là dòng tự động tăng xích, nghĩa là anh em xài nên không cần phải dùng cái tua vít mà để dặn cái xích nó tăng lên nữa. Mình dặn cơ nhiều lúc quá nó nóng, còn này nó sẽ có loại xo tự động kéo xích tăng lên cho mình luôn, và nó xài tới 3 cốt ha, 10 12 14. Ở đây thì nó sẽ xài 3 cốt như này nè nha anh em ha. 3 cốt ở đây thông thường đây là 10 nè, 12 14 nè. Thì 10 dành cho những máy mài để 100, còn 14 dành cho máy mài để tắc 25 nha. Rồi và một cái lo, một cái cao su nhựa để chụp vô ha, để chúng ta xài những cái lông đền mà những cái máy mài nhỏ ta chùm vô lục giác. Rồi một cái bảo vệ này đây, lưỡi ha. Thì khi mà chúng ta xài nó bỏ đây nè, nhét trong đây nè để cho nó bảo vệ lại ha, cầm nó không bị đứt tay. Chỉ có cái dòng 11 cho nên nó có nha, 16 nó không có chụp này anh em ha. 16 nó không có nha. Rồi anh em lưu ý giùm nha. Rồi một cái tay chụp bảo vệ và tay nắm. Chụp bảo vệ đây, tay nắm này. À, chụp bảo vệ đây. Chụp bảo vệ đối với những dòng Tama này nó làm rất là dày. Anh em biết trên thị trường có những cái loại nó chỉ có trăm mấy thôi. Trăm mấy thì tất nhiên nó sẽ làm mỏng manh hơn rồi anh em á. Mình từng biết một trăm mấy cái tấm này nè. Anh em cầm tay mẹ tới bên lùi nó mỏng dánh nè. Nó mỏng dánh. Còn cái tay cầm vậy, trăm mấy thì nó rẻ hơn, cái tay cầm này thì nó thiết kế là nó nằm ngang như thế này nè. Anh em thiết kế nằm ngang như thế này nè, nằm như thế này đây. Nào rồi. Đây. À, thiết kế nằm như vậy thì khi mà chúng ta cầm á, nó cầm á nó cũng an toàn hơn nữa nè. Tay mình nằm bên đây. À, tay mình nằm ở bên đây, cái lưỡi xích nó cuốn ở trong đây nè nha. Nếu mà nó có lỡ gì đứt xích thì nó cũng vòng ở trong đây thôi nha. Đó, thì cái tay cầm này nằm ở đây ha. Còn một vài là dòng cái tay cầm nằm trên đây nè. À, nhiều lúc cái tay cầm ở đây thì nó nằm ngay cái lưỡi xích á, ha, nó hơi nguy hiểm một chút. Đó là cái rủi ro thôi anh em ơi. Đó, thì nằm ngang này cũng an toàn. Cái dòng này xưa giờ mình bán rất là nhiều ha. Thương hiệu của Tama 11.5 inch. Cái dòng này thì 11.5 inch tính cái lam á, mình sẽ đo cái chiều dài của lam này khả năng cắt thì được bao nhiêu nha. Khả năng cắt của cái lam từ đầu tới dưới luôn tầm khoảng cỡ 27 nè, 26 nè, 7 anh em á. Nên em cắt nằm tầm khoảng khoảng 20 hai mấy là được rồi, đừng có cắt lên sát đây làm cái gì nha. Nó đây tầm cái này thôi được rồi, em cắt tầm khoảng 20 23 là được rồi ha. Đó, khoảng như đây thôi. Tại mình cắt thì mình còn đưa tới lui gì ha, để cho nó nhẹ máy. Tại cái máy mình biết nó nhiều lúc cái máy mình nó yếu công suất không đủ á, ép là dễ bị nóng máy ha. Rồi thì cái bộ này sử dụng cái bộ cái đầu chuyển ở đây nè. Cái bộ này thì ráp trong đây. Bộ lục giác nè, anh em bỏ anh em nhét vô thôi. Rất là đơn giản luôn, siết lại ha. Cái lục giác này thì anh em xài cái lục giác nè, khi mình xích nó dùng anh em chỉ cần xả ra thôi. Xả ra như vậy nè, đó. Anh em xả ra một phát, xả ra hai ngóc nha. Xả hai ngóc ra là cái lam xích này tự động nhảy lên. Thì lý do là sao nó nhảy, mình mở ra cho anh em xem. Ở trong đây thì giờ nó dùng cái cơ cấu là lò xo đẩy rồi, nó không có dùng cái hồi xưa anh em dùng cái con ốc tăng này nè, tăng lỗ này, con ốc này nè anh em siết à, nhưng mà siết đó thì lúc mình siết căng quá thì nó mau nóng và nó làm cho cái máy nó nóng anh em. Còn bây giờ thì nó dùng cái cơ chế lò xo đẩy rồi, nó tiện lắm, đẩy vừa tới luôn nha. À, anh em xem nè, đây là cái lò xo nè nha, lò xo đây nè, cái đó, cái miếng nhựa này nè, nó sẽ tì vô cái lam ở đây. Khi anh em nới ra cái miếng này là xo nó kéo lam ta đưa lên ha. Đó, hai cái cơ chế lò xo này nè, nó đẩy cái lam chúng ta lên nha. Nó đẩy cái lam chúng ta lên thì nó vừa đủ lực thôi nha, chứ nó không có căng quá, giúp cho máy là chúng ta ráp thì nó để dưới nè. Anh em ráp nó để vô đây, đẩy lên nha, đẩy lên. Đó, lấy tay đẩy lên. Rồi, như lấy tay đẩy lên nha. Chúng ta mới bắt ốc được, không đẩy lên không có vô được đâu. Tại nó dùng cái lò xo nó tăng mà. Đó. Ok ha. Đó là cơ chế tăng. Gọi là tăng tự động á, nhưng mà nguyên nó không phải là anh em phải xả ốc ra nó mới tăng nha. Nhiều anh em nghĩ tự động là nó sẽ dùng tự động tăng là không có đúng. Chúng ta phải xả ốc ra để cho lò xo đẩy lên. Ốc này dùng để khóa cái lam mà lại cho nó cứng nè nha. Đó, nguyên cái bộ này thì 250.000 giá tại cửa hàng chưa vừa mới ship. Anh em tỉnh thì cộng thêm tiền ship vô. Cái nắp dầu này thì anh em bỏ dầu máy vô nha, bỏ dầu máy, bỏ nhớt nó không chạy vô đâu. Nhớt thì anh em chăm thẳng ngoài luôn. Còn anh em xài thì dầu máy mới bỏ trong đây. Dầu máy nó sẽ lỏng hơn. Thì chúng ta sẽ bỏ cái
cái nắp chụp nè, cái nắp chụp mà nắp chụp của cái này nè, dầu mà của cái bình nhớt này em ha, mà em này bỏ dầu máy vô nha. Rồi chứ bỏ nhớt là nó không có chảy được đâu nha. Rồi vậy thôi, khi mà xài thì chúng ta về gắn than ốc này nè vô cái máy, ráp vô rồi xài thôi nha. Mình sẽ để đường link của ráp cái này vô, mình cắt thử. Cái này mình cắt nhiều lắm rồi nha, những cái video này mình giới thiệu lại cho hàng về thôi, mình không có cắt lại này mà. Rồi 250.000 cho bộ làm xích này. Cái dây xích này bên mình vẫn có bán rồi nha, bán rồi. Dây xích này là 70.000 một sợi, anh em mua thêm thì mình mua thêm. Cái dòng Tama này, dòng đăng này thì nó được thiết kế là cái cụm này rất là nó cứng hơn những cái dòng giá rẻ nha anh em, nó cứng hơn. Này mình bán này nhìn biết những cái nắp mà những cái cụm này nè, nó thiết kế là nó cứng hơn. Cái lam này cũng vậy ha, anh em cầm thấy nó cứng cáp hơn những cái dòng giá rẻ. Thì anh em nào đã xài qua giá rẻ rồi anh em biết nha, thì giá rẻ thì tất nhiên thì nó có gì đó nó mới rẻ hơn anh em ha, chứ không có lý do gì mà tự nhiên nó rẻ hết á. Rồi bộ này là 250.000 nha, giá tại cửa hàng chưa cộng ship, anh em ở tỉnh thì cộng thêm 30.000 ship vô nữa thành 280.000. Đó, xài mòn lưỡi thì một là dũa, hai là mua dây xích mới. Dây xích mới thì nó là 70.000 một sợi, thương hiệu của Tama. Cái thương hiệu này mình bán chắc cũng cỡ năm mấy, 2 năm rồi anh em ha, lâu rồi, nhưng mà nó hết từng đợt sang dòng rồi đó. Nếu mà hết Tama thì mình qua hàng trên show nha, hết trên show thì mình quay ngược lại là Tama thôi, tại cái hàng hóa như lúc nó không có đủ á. Thì trên show này thì bây giờ mình còn là 16 in, lúc trước trên show mình vẫn có 12 in của dòng trên show này nha, nhưng mà trên show 12 in là đang hết hàng. Bây giờ mình sẽ về 16 in, có nào mình giới thiệu lại cho anh em nha. 16 in này thì giá mới cửa hàng mình bán là 320.000 một cái bộ này, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha anh em, tính cộng thêm 30.000 ship nữa là khoảng 350. Cái trên show này nó cũng giống y chang cái Tama thôi, cũng tăng xích tự động luôn anh em á, cũng ráp, cũng cái tai ráp này ha, cũng tai nằm ngang nè, rồi cũng dùng ba cái đầu ha, 10 12 14 nè, 10 nè, 12 14 nè, chụp nhựa nè, chụp dầu nè, khóa nè, rồi một cái chắn bảo vệ nè ha, này cứng ngắt luôn nha, dày. Đó. Mấy cái chắn này anh em biết sao, nó hơi chạy một chút nè, là bình thường. Bởi vì anh em cái lam này nè, nó cái chắn này là nó là sơn nó mới, nó bỏ trong đây thì nó ngầm ngay cái sợi dây xích. Rồi trong quá trình vận chuyển á, vận chuyển thì tất nhiên nó có chạy tới chạy lui thì nó chạy là như bình thường nè, tại dòng này nó không có bỏ gì vô đây hết á nha, nên anh em mua hàng thấy cái nắp này nó chạy thì cũng bình thường nha, tại người ta bỏ chung với cái lam ở đây thì nó cấn mấy cái này nè anh em. Cái lam 16 thì nó dài hơn nha, anh em lưu ý dùm ha. Những anh em nào xài những cái máy công suất lớn chút thì người ta mua 16, còn máy nhỏ nhỏ thì không nên mua 12 thôi, 11.5 thôi. Cái lam này nó dài lắm, 16 inch thì anh em biết nó dài cái khả tới 4 tấc à, 41 nè nha, từ đây là 41 nè, khả năng tới 41 40 41 gì đó, rất là lớn. Mà máy chúng ta nhỏ quá, ta đưa vô nó làm là kéo không có nổi, nóng máy á nha anh em. Những anh em nào xài đồ lớn thì ta sơ cái này 16 inch là nó bằng luôn cả cây xích máy, cây xích điện luôn rồi nha, nó rất là to đó. Thì cái cụm này cũng y chang cụm hồi nãy thôi anh em, giữa cái dòng hai dòng này nó khác nhau, nó chỉ là cái bao bì thôi, còn về bên trong nó như nhau hết anh em nhìn thấy nè. Cái cụm này ha, nó cũng là thiết kế chứ lục giác giống vậy, cũng màu đen giống vậy. Cái nắp trên này cũng bị chang ha. Cái dòng Tama ở đây nhưng mà cái nắp đây nó cũng là ghi chang show nè, nó không gì khác đây nè. Đây anh em, hai cái nắp này nè, thấy không? Đó, cùng nhà máy luôn, có nghĩa là lúc thì nhà máy nó sản xuất ra thì nó gia công trong thương hiệu thì giống cho Tama vô, còn không thì nó sẽ đóng cái chữ chang show vô đây. Thì cái lưỡi nè, cái nó cũng dòng y chang cái dòng IWS ha. Ở đây cũng là IWS, hai cái lưỡi đều như nhau hết. Về cái độ nó là nó cùng một nhà xưởng hết nha, cùng một nhà xưởng hết. Ví dụ như nó sản xuất cho một cái đơn đặt hàng của hương thiệu Tama thì nó sẽ cung cấp mình Tama, còn nếu sản xuất cho Chanso thì cấp mình Chanso, nó chỉ vậy thôi. Còn hai cái đều như nhau hết nha, chả gì khác hết đó. Đây ok ha, thì nó cũng tăng tự động y chang luôn ha. Cái dòng này thì nó cũng không có cái này, anh em nới ngóc ra là tự động nó đẩy cái lam mình đưa lên ha, nó vừa tầm rút luôn. Thông thường cái này á, nó cũng cái lam xích này nó giống y chang như cái sợi dây sên, cái dây sên xe máy người ta nè, mới vô người ta cắt xong rồi chạy một thời gian rất là ngắn, nó dùng tay tăng nữa, tăng từ khi nào nó dạng nó căng hết cái độ dùng của xong thì nó mới từ nó mới ok được anh em ha. Chứ mình mà mới mua về mình cắt liền cắt hoài đâu được, mình cắt xong mình nó phải mới là nó phải có cái độ dùng ban đầu, anh em phải xả ra cho nó tự động tăng lên đến mức nào đó thì nó sẽ thời gian lâu hơn ha, nó mới giãn ra được nữa. Rồi 16 inch này thì giá bên cửa hàng mình bán là 320.000, giá tại cửa hàng chưa ship nha anh em, tỉnh thì cộng thêm tiền ship khoảng 30.000 vô. Thì cái lam này nó cũng nằm ngang như thế này đây nhá, ở bên nằm như thế này chứ lộn đó, nằm ngang như thế này nha,
Thì thiết kế những cái này thì anh em biết rồi đó, nó an toàn hơn ha. Nó thiết kế nằm ngang như này nè, và cái máy chúng ta nằm ở bên hông bên đây ha, cái máy chúng ta cầm ở trong đây, cái máy nằm chụp bên đây thì cái máy chúng ta cầm ở trong đây ha, cái tay nằm ở đây, cái lam thì nó chạy qua vòng vòng trong đây. Nếu mà nó có trục trặc cái gì về cái lam á thì nó cũng an toàn cho hai cái tay chúng ta cầm ha, nó sẽ không có đụng tay đó, cũng an toàn hơn rất là nhiều. 320 ngàn chưa gồm với ship nha. Cái dây sên này thì bên cửa hàng mình bán 80 ngàn sợi, 80 ngàn một sợi cho một sợi dây sên 16 inch nha anh em ha. Đó. Ở trên đây cũng nè, nó thông số nó ghi từ 11.5 đến 16 inch ha. 11.5 đến 16 inch. Nó là cái nắp này, nắp nó sản xuất chung nè ha. Đó, nó chung luôn là 11.5 đến 16 inch luôn chứ nó không có phân biệt ra anh em nhé. Đó. Rồi, 320 ngàn giá tại cửa hàng Vô Gồm Phí Ship nha. Cái dòng này thì không có cái nắp chụp. Đó, nó làm như vậy thôi, nó dài quá trời. Nó dài sọc luôn. Nha. Bây giờ anh em xem cái này cắt như nào thì mình sẽ để đường link bên dưới ha. Cái dòng này mình đã review rất là nhiều, thử cắt test rất là nhiều lần rồi, không không thể nào mà mỗi lần hàng về mình đi cắt lần hay tại như nhau thôi hả, không gì khác hết á. Ví dụ mỗi lần hàng về mình cắt lần thì nó cực lắm ha, cái này chủ yếu là về mình giới thiệu lại thôi, còn cắt như thế nào thì chắc nhiều anh em biết rồi nha, nhiều anh em biết rồi. Rồi ok, nếu như cậu mua thì liên hệ số điện thoại dưới mua hàng nha. Một nữa, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.